Xin kính chào quý anh chị trở lại với kênh YouTube của Trung Thái Auto Xe Gầm Cao. Và em là Trường, đại diện tư vấn bán hàng. Hôm nay thì em sẽ gửi tới cho quý anh chị một cặp Ford X-Browser. Cả hai thì đều sản xuất và đăng ký 2018, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Và chiếc bên tay phải của em đây là chiếc màu trắng. Chiếc này thì đã chạy 4,9 vạn km. Chiếc này thì bên em đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 160 triệu. Và chiếc màu đen bên tay trái quý anh chị đây là chiếc chạy đã 7 vận 9 rồi. Và chiếc này thì nhà em đang bán với mức giá là 1 tỷ 140 triệu. Nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy lệch nhau 20 triệu. Thì chúng ta sẽ đi quan sát tại sao mà nó lệch nhau 20 triệu. Thì đầu tiên chiếc này thì nó chạy nhiều hơn cái chiếc màu trắng anh chị nhá. Chạy nhiều hơn khoảng 3 vạn km. Tiếp theo đấy thì bác chủ xe của chiếc màu trắng này, chủ cũ đấy ạ, đã lên cho nó cái bộ bậc lên xuống thò thụt. Và nếu anh chị để ý giúp em thì cái bộ này nó khá là đắt tiền. Và nó thường thường được trang bị trên những cái dòng của Land Rover đúng không ạ? Đấy, bộ này thì nó rơi đâu đấy khoảng tầm loanh quanh 20 triệu. Và bên này cái chiếc màu đen thì bác chủ xe gắn cái bộ bậc lên xuống cố định thôi. Và giá trị của nó thì đương nhiên sẽ thấp hơn nhá. Đấy, đó là lý do vì sao mà nó lệch nhau khoảng 20 triệu. Cá nhân em thì em thấy cái câu chuyện bậc lên xuống và chạy lệch nhau khoảng 3 vạn thì nó không quá quan trọng. Nên là nếu anh chị mà hợp một trong hai cái mẫu này thì chúng ta có thể bỏ tiền ra và sở hữu một trong hai mẫu này thì cũng rất là tuyệt vời. Đó. Nói sơ qua một chút về cái chiếc Ford X-Browser thì nó nằm cùng phân khúc với cả là Land Cruiser Prado. Tuy nhiên thì cái chiếc này thì doanh số này sẽ không bằng được chiếc Land Cruiser Prado anh chị nhé. Bởi vì chúng ta sẽ có một vài cái nguyên nhân. Đầu tiên thì cái chiếc này thì cái đồ phụ tùng của nó thay thế đắt hơn khá là nhiều so với cả là những chiếc Land Cruiser. Và những chiếc Land Cruiser kia thì gần như nó rất là bền, rất là lành. Tiếp theo đấy thì nếu mà những chiếc xe này lăn bánh nó rơi khoảng tầm độ loanh quanh 2 tỷ rưỡi thì cái chiếc Land Cruiser kia và cái tầm tiền đấy thì nó sẽ hướng đến những cái vị chủ tịch. Và những vị chủ tịch thường thường thì người ta rất là điềm đạm này, người ta đã trung niên rồi nên là người ta sẽ hướng đến cái gọi là thanh lịch, điềm đạm nhiều hơn là chiếc này. Nên là đấy là lý do vì sao mà cái chiếc Ford X-Browser này nó doanh số nó không được bằng cái chiếc Land Cruiser Prado anh chị nhé. Chúng ta đi tổng thể một vòng xung quanh xe hai chiếc này một chút. Về cơ bản thì thông số hai chiếc đều như nhau. Đấy, chúng ta sẽ có cái động cơ xăng 2.3 EcoBoost cho ra công suất tối đa khoảng 280 mã lực và mô men xoắn tối đa là khoảng 420 Nm anh chị nhé. Đấy, tổng thể chiều dài của xe thì dài hơn 5m này, chiều rộng thì hơn 2m và chiều cao thì nó là hơn 1m8 anh chị ạ. Và cái trục cơ sở này rất là dài, 2.866mm cơ, nên là chúng ta sẽ có cái khoảng không gian sử dụng bên trong diện tích nó rất là tuyệt vời. Đi vào phía bên trong này thì chúng ta sẽ có cái bộ ghế da màu đen. Đấy, ghế lái và ghế phụ đều là chỉnh điện. Và riêng ghế lái chúng ta sẽ có 3 vị trí nhờ ghế đây anh chị nhé. Về giải trí thì chúng ta sẽ có 12 loa cho ra chất lượng âm thanh cũng rất là tuyệt vời. Có một điểm khá là theo em, cá nhân em thấy khá là tiếc vì chiếc này nó lại dùng cái phanh cơ anh chị nhé. Nó nằm ở vị trí này, nếu một chiếc xe rơi khoảng tầm 2 tỷ rưỡi như thế này mà chúng ta có cái bộ phanh tay điện tử thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đấy. Cửa sổ trời toàn cảnh này và option trên xe thì cũng rất là nhiều. Đi vào phía bên trong phần nội thất thì anh chị có thể thấy là chúng ta sẽ có cái bộ ghế da màu đen. Đấy, chỉnh điện nhé, ghế lái, ghế phụ chỉnh điện. Và riêng ghế lái thì chúng ta sẽ có thêm 3 vị trí nhớ ghế. Vô lăng này nếu anh chị để ý thì nó rất là giống những chiếc Ford Ranger hoặc là Ford Everest ở cái thời điểm trước. Đấy, tuy nhiên lên Ford mới hoàn toàn thì chúng ta đã có cái vô lăng khác rồi. Đấy, đặc điểm chung của những dòng xe nhà Ford. Đấy, chế độ lái thì chúng ta cũng sẽ có vài cái chế độ lái địa hình, ví như là đường sa mạc này, đường tuyết này, đường trơn trượt. Đấy, và có sẽ cái hỗ trợ đổ đèo ở phía trên này. Màn hình giải trí thì cũng khá là to bản và chúng ta sẽ có thêm một cái đầu DVD ở đây để anh chị cho ra cái chất lượng trải nghiệm âm thanh tốt hơn khi chúng ta nghe bằng cái đĩa DVD anh chị nhé. Chiếc này thì bác chủ xe đã độ cho nó cái bộ camera 360 đi kèm với cả là một cái màn hình Android. Đấy. Còn chiếc kia thì nó vẫn là nguyên bản thôi anh chị nhé. Nó chỉ màn hình giải trí ở mức cơ bản thôi. Đấy. Chúng ta sẽ đi vào cái phần đuôi xe một chút, anh chị thấy không ạ? Chúng ta sẽ có 6 cảm biến sau này và đằng trước thì chúng ta sẽ có 6 cảm biến nữa. An toàn rất là nhiều. Đấy. Cốp thì trang bị cốp điện rồi. Đương nhiên đây là một chiếc xe rất là cao cấp. Có một điểm nếu mà anh chị không để ý thì chúng ta sẽ có những cái nút gập ghế như này, nó rất là hay ho đây anh chị này. Chúng ta sẽ bấm cái nút này thì nó sẽ là gập như thế này đúng không ạ? Gập hàng ghế thứ ba xuống. Và khi chúng ta bấm cái phím này thì nó sẽ gập toàn bộ xuống. Đó anh chị thấy không ạ?
gập xuống tạo thành một mặt phẳng rất là lớn. Và khi gập như thế này, chúng ta sẽ có cái khoang diện tích chứa đồ lên tới 600 lít nhé. Rất là rộng, và anh chị có để thoải mái những cái bộ gôn mà anh chị đi đánh gôn anh chị nhé. Di chuyển sang phía bên hông xe thì anh chị có thể thấy chúng ta sẽ có cái bộ la răng rất là to, rất là cứng cáp, la răng 20 inch chị nhé, 20 inch. Ở phía bên này thì xe đã chạy 7/9 nên là bác chủ xe đã thay cho nó cái bộ lốp Michelin Pilot Sport 4. Còn bên này chiếc xe này mới chạy có 4,9 vạn thôi nên là lốp còn nguyên bản theo xe. Chúng ta sẽ có cái bộ lốp Hankook anh chị nhé. Cái lồng lốp Hankook này thì nó sẽ khá là bền, tuy nhiên thì cũng hơi ồn. Đấy, nếu mà anh chị muốn cho ra một cái trải nghiệm lái tốt hơn thì theo em chúng ta nên đầu tư một cái bộ lốp Michelin để cho nó thêm phần êm ái. Và đi vào cái phần nội thất của xe thì anh chị có thể thấy là các cái phần má ghế này cũng rất là căng này. Đấy, nó chưa có hiện tượng nhăn nheo sập sệ quá là nhiều, trải qua gọi là 5 năm sử dụng cũng như là gần 5 vạn km thì nó cũng còn rất là căng, chứng tỏ đây là một bác chủ xe thì cũng rất là dữ. Cuối cùng thì em sẽ gửi tới báo giá quý anh chị cũng như là tổng hợp lại hai chiếc xe mà em đã giới thiệu cho quý anh chị. Ford X-Browser sản xuất và đăng ký 2018 nhập Mỹ anh chị nhé. Chiếc màu trắng chạy 4,9 vạn. Chiếc này bên em đang bán với mức giá là 1 tỷ 160 triệu. Và chiếc bên tay trái của em chạy 7,9 vạn màu đen, em bán với mức giá là 1 tỷ 140 triệu. Nếu chị quan tâm một trong hai mẫu xe này, mong muốn sở hữu cho mình một chiếc xe SUV đến từ Mỹ rất là an toàn thì cứ liên hệ với bên em qua số hotline là 0975 79 42. Em xin chào anh chị và chúc anh chị thật nhiều sức khỏe.